chào cả nhà dấu yêu lại là Mưa đây. Hôm nay chúng ta tiếp tục khám phá đến Ultraman Mebius và Ultraman Brazzersia. Bộ phim được ra mắt nhân kỷ niệm 40 năm thước phim Ultraman đầu tiên ra đời. Tại một hành tinh nọ, anh em Ultraman đang khởi động nhẹ tay chân với một con quái vật dị hợm. Con lợn này nhìn vậy thôi mà châu bò ra phết đó nhỉ. Tên quái vật này chính là Zyukula Sauzert, siêu ác thú được sinh ra từ nỗi hận thù của người Japun. Nó tuyên bố Ultraman chưa đủ tuổi sánh vai. Nếu con quái thú này sổng tới trái đất thì mọi thứ sẽ chấm dứt. Bằng mọi giá, anh em Ultraman phải tiêu diệt nó. Tưởng quái vật sẽ ngu nhưng không, nó khôn phết không phải đùa. Nó đứng trước bề mặt trái đất. Nếu anh em Ultraman tung trưởng trượt thì xin vĩnh biệt trái đất thân yêu. Anh em Ultraman rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Như nhờ sức mạnh đồng đội 4, anh em Ultraman đã hạ gục con siêu thú. Nó rơi xuống đáy đại dương, tưởng chừng mọi thứ đã xong xuôi nhưng không, làn nước chuyển màu thành sầu tím thiệp hồng. Linh hồn tên quái vật hiện lên chửi anh em Ultraman thêm vài câu, hắn nói nỗi hận thù sẽ không bao giờ hết, ngày hắn tái sinh thì trái đất tái chín luôn. Bốn anh em thảo luận cách hóa giải, chỉ có một cách duy nhất phong ấn thứ sức mạnh đáng nguyền rủa này. Đó chính là sử dụng tấm khiên chéo cuối cùng. Nhưng để sử dụng tuyệt chiêu vô cùng mạnh mẽ đó, họ phải hy sinh toàn bộ sức mạnh ánh sáng đang sở hữu. Đồng nghĩa với việc anh em Ultraman sẽ mất đi khả năng biến hình. Dân chơi sợ gì mưa rơi, anh em đồng lòng bảo vệ trái đất. Họ tin rằng kể cả khi không có Ultraman, ý chí của con người vẫn vô cùng mạnh mẽ. Anh em vào vị trí phong ấn con điên này lại. Xin là xin vĩnh biệt cụ, hẹn gặp lại cụ quái vật vào ngày sớm nhất. Một buổi trưa đầy nắng tại thành phố Kobe, Nhật Bản, Mizai đang từ từ hạ cánh xuống đường băng. Anh đến Kobe nhằm mục đích tuần tra. Chưa làm ăn được gì thì đồng đội đã nhắc sẵn nhớ mua quà về. Chính Mizai đề xuất lần tuần tra này, anh có linh cảm xấu về vùng biển Kobe. Vừa ngắt điện thoại với đồng đội thì có một cô gái dễ thương ra đón cậu. Cô chính là Jin Guiji, một thiên tài hải dương học, người có vô số thành tích nổi bật khi chỉ là cô gái 14 tuổi. Khen nhiều quá khiến cô chị ngại hết người. Jin Guiji được Sakochi nhờ hỗ trợ cậu điều tra. Đang ngoái tai ai nhắc mình đấy nhỉ? Sau một hồi chém gió qua lại thì hai chị em đến công viên Hải Dương. Theo những báo cáo cô gửi cho Mizai, mọi thứ ở đây đang rất bất thường. Từ dòng hải lưu, khí quyển, vân vân. Dường như lũ cá đang sợ một sức mạnh vô hình nào đó. Hai chị em đang đi thì gặp chú cháu nhà Takato. Ông chú đang định chụp một tấm với đội phòng thủ thì cậu bé không thích liền chạy đi. Ông là Hizokawa, người phụ trách nơi đây cũng như trông Takato. Cậu bé là một fan cứng của Ultraman. Nhưng sau một sự kiện xảy ra 3 tháng trước, điều đó hoàn toàn thay đổi. Đang kể chuyện dở thì lũ cá heo hóa điên nhảy lên nhảy xuống. Điều này cho thấy chúng đang cố truyền tải điều gì đó. Phía trên bầu trời một dòng chữ vàng xuất hiện. Đó chính là một mật hiệu dành riêng cho Ultraman. Đây là lời nhắn từ Ultraman Zuffy. Có một thứ gì đó đang cố gắng phá vỡ phong ấn và giải phóng quỷ dữ. Tất cả Ultraman đều hiểu rõ ký hiệu này chỉ có người thường là không. Trên bầu trời một phi thuyền tàng hình đang di chuyển. Bên trong là 4 tên người ngoài hành tinh dị hợm. Mục tiêu của chúng là phá hủy phong ấn dưới biển, giải phóng sức mạnh thù hận siêu khổng lồ của người Japun. Nếu mọi thứ thành công mỹ mãn, trái đất sẽ gặp thảm họa. Cũng là cơ hội hiếm có cho chúng xâm lược hành tinh này. Chúng biết được anh em Ultraman đã mất khả năng biến hình, nên mục tiêu đáng lo ngại chỉ còn tân binh Mizai mới được phái tới. Cậu cũng chính là Ultraman Mebius. Con vợ đầu tôm ham hố quyết định đánh lẻ Ultraman Mebius. Phía bên này, Mizai cầm trên tay tấm ảnh của Takato. Anh được Jin Guiji kể cho sự việc đã xảy ra 3 tháng trước. Vào một kỳ nghỉ hè nhiều nắng và gió, Takato đang dạo chơi cùng chú chó của mình. Nhưng từ sau ngọn núi, một con quái vật siêu to khổng lồ xuất hiện. Vì quá sợ hãi, cậu đã trốn sau tảng đá để lại chú chó một mình. Chú chó may mắn vẫn sống sót. Nhưng sau tai nạn đó, Takato nỗi sợ đã chiếm lấy tâm trí cậu bé. Cậu tự trách mình quá yếu đuối không thể bảo vệ chú chó con. Điều đó đã khiến cậu đánh mất ước mơ trở thành thành viên đội phòng thủ không gian.
Khi hai người đang nói chuyện, một cơn động đất kéo đến. Hai người chạy thẳng ra ngoài thì phát hiện một con quái vật bay. Đó chính là tên đầu tôm, hắn là người Templar. Hắn hạ cánh phá hủy mọi thứ xung quanh, mồm vẫn lẩm bẩm tìm ơn Chaman Mebius. Nhận thấy nguy hiểm, anh em ơn Chaman Brothers tập hợp lại. Trung tâm phòng thủ không gian cũng đã nhận được tín hiệu từ Kobe. Chưa đầy 5 phút, Mizai đã có mặt ở hiện trường. Không lề mề luyên thuyên, anh biến hình thành ơn Chaman Mebius. Hai bên nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến, nhìn xong lao vào múc nhau luôn. Tên quái vật đầu tôm này không phải tự nhiên được gọi là đầu tôm, vừa vào phim đã bị đánh cho đăng xuất luôn rồi. Ba tên quái vật còn lại rất thất vọng, chúng cũng đã thăm dò được sức mạnh của ơn Chaman Mebius. Anh em đội phòng vệ không gian chưa kịp tới thì con quái vật đã hy sinh. Khi đang trên đường về, Mizai thấy Takato đang sợ hãi ôm mình trước bờ biển. Mặc dù anh cố bắt chuyện với cậu bé nhưng không được, dường như ác cảm của cậu đối với ơn Chaman cũng như đội phòng thủ quá lớn. Từ phía sau, một ơn Chaman xuất hiện. Ông đưa anh đến gặp những anh em ơn Chaman khác. Mizai được đội trưởng Joffy cũng như sư phụ Tazo kể về anh em ơn Chaman rất nhiều. Đó cũng là lý do cậu đến trái đất. Anh em ơn Chaman kể lại lý do họ từ bỏ ơn Chaman. 20 năm trước, anh em ơn Chaman đã chiến đấu với Japun. Sau trận đánh đó, tất cả đã dùng hết sức mạnh phong ấn hắn dưới đáy biển Kobe. Câu chuyện truyền cảm hứng cho Mizai rất nhiều. Sự hy sinh của anh em ơn Chaman là điều vô cùng cao cả. Mizai cảm thấy thiếu tự tin khi mọi quái vật anh đều có thể đánh bại, nhưng lại không thể cứu vớt tâm hồn của một cậu bé. Anh em ơn Chaman động viên cậu, ơn Chaman không phải thánh thần, vì vậy cậu chỉ cần cố gắng hết sức, trái tim sẽ đưa lại đáp án cho cậu. Anh em đang chém gió dở thì một giọng nói vang lên. Đó chính là giọng nói của Japun. Thù hận của hắn vẫn đang sôi sục dưới đáy biển, dường như lá chắn chéo đã giảm dần uy lực, có thứ gì đó đã khiến lá chắn yếu đi. Họ cho rằng tên đầu tôm Templar có liên quan. Mục tiêu của chúng chính là Japun. Mặc kệ nguy hiểm thế nào, Mizai vẫn khẳng định anh có thể bảo vệ trái đất như cách các tiền bối từng làm. Anh em ơn Chaman cho cậu lời khuyên cẩn thận những đòn bẩn thỉu của lũ ngoài hành tinh. Chúng sẽ tấn công về tinh thần của cậu, nên nhớ rằng hãy thật tỉnh táo trước lũ gian xảo đó. Tại công viên Hải Dương, Jin Guiji đang phân tích dữ liệu, đột nhiên cô cảm nhận được có gì đó bất thường xảy ra. Tên người ngoài hành tinh mặt chuột xuất hiện, tiếng hét thất thanh vang lên, cũng là lúc chúng bắt cô đi. Phía bên này, Mizai quyết định thất bại ở đâu gấp đôi ở đó. Anh tìm tới Takato trò chuyện. Mizai hỏi cậu, trong ơn Chaman Brothers ai là người mạnh nhất? Cậu bé cho rằng Joffy là mạnh nhất, nhưng câu trả lời của Mizai là tất cả bọn họ. Chỉ cần họ đoàn kết thì sức mạnh sẽ nâng lên gấp bội. Mizai cho cậu biết ơn Chaman đã thất bại vô số lần, nhưng những đồng đội đã giúp đỡ cũng như cổ vũ cho họ. Sức mạnh niềm tin đã giúp họ chiến thắng cái ác. Takato nghĩ rằng ông anh đang chém gió. Mizai hứa vào lần tới anh sẽ nhờ ơn Chaman Mebius làm ký hiệu vi sai với cậu khi anh ta chiến thắng kẻ thù. Hai người bắt tay nhau thay cho lời hứa. Mizai quay lại phòng nghiên cứu không thấy đàn chị đâu. Đột nhiên cô xuất hiện từ phía sau. Cậu uống cốc cà phê cô đưa nhưng có vẻ không ổn. Thì ra hắn ta là tên người ngoài hành tinh lúc nãy. Nhưng giờ anh phát hiện thì đã quá muộn. Tên mặt chuột này có vẻ thủ đoạn rất vô liêm sỉ. Hắn quyết định đóng vai làm ơn Chaman Mebius. Dưới sự xuất hiện của ơn Chaman, mọi người trầm trồ quan sát. Takato nghĩ rằng Mebius xuất hiện để thực hiện lời hứa với mình. Phía bên dưới, Mizai đau đớn khi chất độc ngấm vào người. Tên ơn Chaman Mebius giả tấn công thành phố, người dân sợ hãi chạy như chó rượt. Đội phòng vệ vô cùng bất ngờ trước thông tin này. Chỉ có đội trưởng là phân biệt được đó là đồ nhái. Takato lệ đẫm gò má khi thấy cảnh ơn Chaman Mebius phá hủy thành phố. Điều đó làm cho những quá khứ buồn của cậu bé ùa về. Ông thị trưởng đang đi tàu về nhà cùng đoàn phỏng vấn. Nhưng nhà này lạ lắm, vừa to vừa khổng lồ. Trước tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Mizai cố gắng dùng sức mạnh của mình. Anh sút cho thằng giả mạo một cái trời giáng. Trận chiến của tôn hành giả và giả hành tôn chính thức bắt đầu. Anh em ơn Chaman cũng có mặt quan sát trận đấu. Nhưng hàng nhái sao đú được với hàng diêu, ơn Chaman Mebius giả hiện nguyên hình. Ơn Chaman Mebius đang tức giận và không kiềm chế được năng lượng của mình.
Mặc dù năng lượng sắp cạn kiệt nhưng anh vẫn kịp thời làm gỏi tên mặt chuột vô liêm sỉ. Hai tên người ngoài hành tinh không tức giận, mà dường như nó đi đúng theo lộ trình kế hoạch của chúng. Bên dưới Takazo vô cùng vui mừng khi Ultraman Mebius chiến thắng. Đây cũng là lúc anh thực hiện lời hứa của mình. Đúng lúc này tên chim cánh cụt xuất hiện từ phía sau. Hắn ta có khả năng dịch chuyển tức thời vô cùng bá đạo. Vừa dịch chuyển vừa phân thân đúng là thú vật hết sức. Hắn ta sử dụng sức mạnh khổng lồ triệu hồi một băng trượng vĩnh cửu. Phong ấn bên ngoài là vô cùng mạnh. Ultraman Mebius đã bị băng trượng đóng băng. Chúng tuyên bố Ultraman Mebius đã bị đánh bại. Giờ đây trái đất mất đi Ultraman Mebius đã không còn cái vẹo gì. Đó cũng là hồi chuông báo hiệu hành tinh này sắp diệt vong. Anh em Ultraman bất lực nhìn từ phía xa. Ultraman A quyết định sẽ ra đi cứu Mebius. Nhưng đồng đội cảnh báo anh nếu họ biến hình khả năng hy sinh là cực lớn. Khi họ hy sinh lá chắn chéo sẽ bị phá vỡ, Japun sẽ hồi sinh phá hủy địa cầu. Họ cũng không thể đứng im nhìn cảnh hậu bối của mình hy sinh. Anh em Ultraman quyết định đây sẽ là trận chiến cuối cùng của họ. Mizai bên trong nhìn các đàn anh không kìm được niềm xót xa. Lần lượt Ultraman Hayata, Ultraman Seven, Ultraman Z, cuối cùng là Ultraman A biến hình. Trận chiến 2 đánh 4 chính thức bắt đầu. Sau nỗ lực không ngừng nghỉ của mấy anh già, hai tên quái vật đã bị hạ gục. Cả bốn lao tới cứu hậu bối Ultraman Mebius. Tưởng mọi chuyện đã kết thúc nhưng không. Thì ra từ đầu hai tên quái vật đã hướng tới Ultraman Brother. Ultraman Mebius chỉ là con mồi để dụ anh em Ultraman mà thôi. Lần này bốn anh em Ultraman đều bị đóng băng. Chỉ có mình Mebius không bị phong ấn. Chúng hợp lực tấn công vào anh, vì năng lượng không còn Ultraman Mebius đã thua trận trở lại hình dạng con người. Tiếp theo đến bước quan trọng hơn, chúng sẽ phá vỡ rào chắn chéo hóa giải phong ấn cho Japun. Giờ đây siêu thú Ryukin La sau rớt sẽ hồi sinh. Nhân sự hồi sinh của siêu thú để ăn mừng chúng sẽ phá hủy thành phố Kobe. Mọi người nhốn nháo tìm đường chạy trốn, nhưng lần này Takazo quyết định không bỏ mặc chú chó của mình nữa. Cậu bé nhớ lại những gì Mizai đã nói, Takazo nhất quyết không bỏ cuộc. Bên này Ultraman Mebius đang bất tỉnh, đột nhiên anh nghe thấy tiếng chú chó của Takazo. Nhưng vì anh bị cột bê tông đè lên người lên không đủ sức di chuyển được nữa. Mizai ngạc nhiên vì Takazo liều mạng cứu con chó, anh dùng hết sức bình sinh thoát ra ngoài. Một đứa trẻ còn không bỏ cuộc thì Ultraman Mebius như anh sao có thể từ bỏ được. Sức mạnh công lý trỗi dậy, Mizai biến hình thành Ultraman Mebius. Lần này anh đập cho hai tên quái vật ra bã luôn. Màn hình chuyển đến những hoài niệm của bốn anh em Ultraman. Những ngày còn trẻ và nhiệt huyết tuôn trào hơn bao giờ hết. Khi hạ gục xong tên quái vật chim cánh cụt Ultraman Mebius phá hủy cọc băng cho Ultraman Brother. Bên dưới là sự cổ vũ nồng nhiệt của người dân. Năm anh em chưa kịp ăn mừng thì một giọng nói quen thuộc cất lên. Tên còn lại đã hoàn thành nghi thức phá hủy phong ấn Japun. Siêu quái thú hồi sinh trở lại. Ryukin La sau rớt sau khi tái sinh còn khỏe hơn xưa. Không ngờ hắn tiêu diệt luôn đồng đội của mình. Cả phi thuyền ngoài hành tinh cũng bị đốt cháy.
thì ra tất cả là do Japun điều khiển tâm trí của đám người ngoài hành tinh. Trận chiến giữa bóng tối và ánh sáng chính thức bắt đầu. Japun nâng cấp phiên bản Pearl Max là đây. Đúng kiểu năm anh em trên chiếc xe tăng, mọi người cố gắng hết sức nhưng không ăn thua. Không để anh em chờ lâu, cứu viện đã đến. Ultraman Zoffi và Ultraman Tazo chính thức xuất trận. Trận chiến 7-1 như Net Cafe đang diễn ra vô cùng khốc liệt. Nhưng đột nhiên họ ngừng lại vì phát hiện Jin Guiji đang trong người con quái vật. Ultraman Mebius đứng lên solo con quái vật, 6 anh em còn lại truyền năng lượng cho anh. Hào quang nhân vật chính trỗi dậy là đây. Anh biến đổi thành một Ultraman mới. Tầm này thì cỏ lúa cũng bằng nhau, anh dễ dàng hạ gục Japun trong vài chiêu. Lá chắn cũng đã dần biến mất. Ultraman Mebius đáp xuống nơi Takazo. Anh đã kịp thời cứu Jin Guiji khỏi con quái vật. Hai chị em vô cùng biết ơn Ultraman Mebius. Đây cũng là lúc 7 anh em tách ra. Anh em Ultraman vẫn kiệm lời như bình thường. Anh em gật đầu cái rồi giải tán ai về nhà lấy. Hôm nay là ngày Mizai rời thành phố Kobe. Hai chị em Takazo đến nói lời tạm biệt. Cô hỏi Mizai tại sao Ultraman lại cố gắng hết sức bảo vệ trái đất. Mizai trả lời thành thật đơn giản vì họ quý con người. Takazo khoác trên người bộ đồng phục đội phòng thủ không gian. Cậu bé hứa sẽ cố gắng trở thành một người như Mizai và được chiến đấu bên cạnh Ultraman Mebius. Mizai rời đi trước ánh mắt tự hào của anh em Ultraman. Kết thúc phần phim ở đây. Các bạn nhớ để lại bình luận giúp Mưa có thêm động lực nha. Hẹn gặp lại cả nhà vào ngày mai.